Chào cả nhà, nay mình làm bực tuột giống giấm nhà mình ăn vui vẻ nha. Đây, đây là bực tuột nè mọi người. Có con bực tuột này khá là to luôn Anh ra cái và bụng của có mày. vài vài con nhỏ nhỏ này, có lại có thêm vài con tôm tích, có gạch nữa. Bánh Đấy, bây ra. giờ thì cha sẽ Bánh dài mang rồi nhúng giống ăn với bún. Ở đây thì mình có bún, rau thì mình có rau muống với lại hành và ngò gai, kèm theo những gia vị nêm. Đấy, bây giờ thì cha sẽ rửa và mần bạch tuộc. Cũng dám mà tuộc cũng dám, cho mượn cái dao. Cái này cha bằng tay luôn được luôn hả cha? Đây ra sạch. Ấy, cái rau mọi người thấy cái rau mực nó không? Rất là to luôn á, con mực này tầm là khoảng bao nhiêu ký cha? Đã có lấy chanh không? Thôi quên lấy chanh này. Con mực này khoảng ký. Nửa ký hả? Nửa ký. Cái này nửa ký cũng khoảng khá là to đấy. Ngày nửa ký là đủ mình ăn đủ rồi. Cái đó là cái trứng của nó hả cha? Trứng bỏ đi. Trứng nhưng mà bỏ đi tại vì ăn ăn cái này nó ngon hơn. Ghê gọi chạy vô. Bên đây thì có rau muống với lại hành ngò này để mà ăn chung với bún mực đó mọi người. Đây là mẹ mình đang lặt rau. Chào các bạn. Các bạn ăn cùng chung vui nhé. Hôm nay cô Đỏ được nghỉ học mọi người, tại vì cái dịch bệnh là như là dịch bệnh corona gì thì phải, nó nghỉ tầm khoảng hôm nay là khoảng mấy mấy tháng rồi đó, từ tới Tết ra luôn á. Hai tháng mấy nó cũng đi học mọi người, ở nhà nó là quậy đi chơi tùm lum á. Ấy, hôm nay thì cha nấu bún cho nó ăn. Cũng rất là lâu rồi mình không có ra video nào, tại vì không có đi theo ghe cha, theo cha đi ghe được, tại vì sóng gió rất là nhiều, với lại mùa này thì ít chạy nữa, nên là mình không có theo ghe để mà quay những cái cảnh sinh hoạt cũng như là đánh bắt trên ghe cho mọi người xem. Đấy, thực sự thì mình cũng muốn quay nhiều video lắm, tại vì để mà cho mọi người xem, mọi người thích hơn. Tại vì nói sơ cho mọi người biết một chút là ghe mình thường thường đánh bắt vô thì sẽ cập cảng để mà bán cá, bán hải sản đâu đấy. Đấy là bên cảng mọi người, bây giờ thì rất là trống trải, tại vì ghe đánh bắt xa bờ thì nó cũng đi xa hết rồi. Còn ghe vòng vòng ở khu này thì cũng ít chạy, tại vì thổi á mọi người. Ấy là cảng khá là trống trải. Bây giờ thì cha đang phi tỏi với lại hành tím cho nó thơm, rồi sẽ bỏ giấm vào. Để mà làm cái món này thì không thể thiếu giấm đâu mọi người. Hôm nay cha làm món bạch tuộc giống giấm, có tôm tích nữa. Ê, mọi người ơi, bây giờ ghe chú Bảy mình mới vô là mọi người, cá đóng luôn. Chúng cứ quay coi có mấy con gì hay coi cho mọi người xem. Ghe chú Bảy mình thì đánh bắt cũng như là ghe mình. Đấy, hôm nay ghe mình không có chạy, ghe chú Bảy chạy. Hôm nay đồ nhiều chú Bảy. Chú Bảy. Hay rai. Tôm sắc kìa. Khi mà cào lên mọi người thì đòn nó sẽ như thế này, cũng có rất là nhiều rác. Thật ra rất là tuyệt vời khi được thành quả như thế này.
sóc. Mấy con này bán rất là nhiều tiền rồi. 300 mấy 400 ngàn ký. Ốc đụng. Cái gì đó hàng nhiều vậy? Ốc đụng tiếp. Đồ. Đây những con hải sản này là có giá trị cao mọi người, nên là lộng sống vô bờ thì bán có giá hơn, chứ để nó chết thì cũng không có giá nhiều luôn. Nào ơi, Philip ơi, Philip. Philip. Nào, cái lưới sống nè. Ấy ấy mà cha luôn, chút cha nhúng giấm luôn. Chú bay lựa là chú bảy. Đây là cá mực quỷ. Mực nè mọi người. Bây giờ thì cha mình đang nêm cái nước giấm nè mọi người. Nước mắm. Đóng lên cái giá ngay bây giờ ơi. Giá này rõ. Giá này nè, bỏ đường cho nó ra gần rồi. Bây giờ thì mới cào vô rồi. Sống luôn. Cha thả cá đuối vô. Nguyên con luôn chơi. Ủa, cá đuối to. Tươi vậy, cá đuối tươi lắm mọi người. Mực thả vô, mực thay da. Mực. Cung da. Wow. Đây bụng vô đỏ. Bụng tích bỏ vô luôn. Thank you.
Rồi cả nhà dùng lẩu vật hải sản. Rồi mình xin phép mời cả nhà ăn chung với gia đình mình lẩu mực nấm giấm với lại có cá đú nữa nè. Đấy bây giờ thì bỏ rau muống vô để mà ăn chung. Sao cha? Ngon cha. Cái con cá đú này là rất là tươi luôn mọi người. Nó còn sống luôn, của ghe chú Bảy mình mới cào vô. Mời mọi người cá đú nha. Đây là nước lẩu ngon ngon. Đây là nước lẩu nhà sẵn đây ta nấu. Đây ăn thử miếng bịch tuột. Đây, mọi người thấy cái rau mực không? Chà bá lửa luôn. Ngon. Đem không? Chấm với nước mắm. Chấm đem. Rồi. Chào. Giòn lắm mọi người. Tắt lửa đi đó, dùng đó. Trái tắt đi. Có cả tôm tích nữa nè. Cá đuối rất là ngọt. Hành lá. Cha bảo hành vô ăn, cha ăn hành. Ngon. Cái nước của nó không có chua nhiều quá cha. Nó chua thanh nè. Giấm nên bỏ giấm thì nó chua thanh, còn bỏ nếu mà bỏ chanh thì nó rất là chua. Bún không bún à. Bún nè. Ngon lắm. Cái con cá đú này nó thịt, cái gân của nó rất là giòn mọi người. Xương của nó rất là giòn nên là mình ăn xương luôn. Đây. Chạy lâu chưa hư má? Mấy chén rồi đó? Hai chén rồi, chén này chén thứ hai rồi. Mày làm nhanh thì đó. Còn đây là chén của cha, chén thứ hai của cha luôn. Cha với cua đỏ ăn cực kỳ nhanh luôn. Ô cha ăn con tôm tích gạch này mọi người. Nhưng mà không nhiều bằng cái con hồi nãy mình ăn. Đây cua đỏ, ăn thử rồi. Có gạch đó. Có gạch không? Ô gạch nè mọi người. Ngọt đó. Ngọt. Này gạch nó là gì không? Cái trứng của nó là gì cha? Trứng của con cá đuối mọi người. Ăn không? Ừ. Béo. Vừa mới thả mực xong rồi mọi người, bây giờ đợi cho nó sôi rồi ăn tiếp mẻ thứ hai. Cha làm con tôm tích nữa kìa. Con bạch tuộc bự thì nó ăn rất là giòn luôn cha. Thường thường mình con nghĩ cái bạch tuộc bự thì nó ăn nó dai á, mà ăn nó giòn ghê luôn.
Vô không em? Ở nhà mẹ mấy chén rồi? 2, 3. 3 chén. Nóng lạnh. Đổ mấy chén.